có trách nhiệm cùng nhau giúp đỡ và dạy dỗ các cháu trở thành người tốt, trở thành dâu hiền để thảo trong hai họ chúng ta. Và thay mặt gia đình, chúng tôi xin cảm ơn toàn thể hội hôn ngày hôm nay. Cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể hội hôn, các bạn nam thanh nữ tú thân mến, hôm nay ngày hạnh phúc của hai cháu Tân An, tôi có mấy lời chúc phúc như sau. Hôm nay trên thuận dưới hòa, cùng là trong ấm, cùng là ngoài êm, hai họ làm lễ kết duyên cho đôi trai gái dệt nên châu trần. Cũng là hai họ quây quần, tác hợp đôi lứa thành thân sau này. Nhà trai tôi đã trình bày xin dâu thủ tục cho ngày vu quy, để cháu được đi lấy chồng, dâu hiền ngoan ngoãn đẹp lòng trả ơn. Lễ nghi nay đã vẹn tròn, kính chúc sức khỏe vàng son hai nhà. Vài lời thơ ngắn nôm na, chúc cho hai cháu đậm đà tình duyên, trăm năm giữ trọn lời nguyện, vợ chồng hạnh phúc vững bền dài lâu. Hôm nay ngày lễ vu quy, lạy cha lạy mẹ con đi lấy chồng, con xin làm trọn chữ tòng và làm tròn chữ hiếu trả công ngu thầy. Tình chồng vợ do trời sắp đặt, Tân và An đã gặp được nhau, thủy chung cho tới bạc đầu, vợ chồng hạnh phúc không cầu gì hơn. Sống hòa thuận trả ơn cha mẹ, nuôi nấng mình từ bé đến nay. Khó khăn thì chồng vợ chung tay, cơm sôi nhỏ lửa điều này nhớ ghi. Trong cuộc sống có gì khúc mắc thì vợ chồng mặn nhạt lựa lời, để cho hạnh phúc lứa đôi sống hòa sống thuận sáng ngời tình duyên. Cha mẹ không phải ưu phiền, mà mình được tiếng dâu hiền rể ngoan. Cũng hôm nay gió trái mùa đông, Tân An nên vợ nên chồng từ đây. Tuy vui chỉ có một ngày, nhưng tình chồng vợ tràn đầy trăm năm, thấm thoát chẳng chọn lại chọn một năm. Tân An có cháu bé nằm cạnh bên, đêm nằm tiếng mẹ êm êm, An du con ngủ giữa đêm canh chày. À ơi mẹ của con đây, nín đi đừng khóc để thầy mẹ yêu. Con ngoan mẹ quý mẹ chiều, con hư mẹ quý bố nhiều hơn con. Xin cảm ơn ạ. Và toàn thể tài họ nhà trai nhà gái, hôm nay nhà mày thành nhân tốt, được sự đồng ý của phụ huynh của các chân tài dòng họ, chúng tôi được chính thức làm cái vô quy cho hai cháu Tân An. Chúng tôi xin có lời chính thức là xin ân viên đại họ chứng nhận cho các cháu, kể từ nay các cháu là nên vợ nên chồng, và có xin có lời xin dâu để cho cháu nó cháu An lên xe hoa trở về nhà chồng. Chúng tôi cũng xin kính mời toàn thể họ nhà gái cùng các bậc sinh thành cho nhà gái cùng đưa kiến cháu An lên xe hoa và về đến tận nơi của họ nhà trai để cùng chúng tôi dự bữa tiệc chúc phúc cho gia đình các cháu. Xin nhận ạ. Và bây giờ cũng đã đến giờ rồi thì chúng tôi cũng xin phép hai họ cho các cháu đi xe hoa để trở về nhà. Từ ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liêu xanh mình kết làm anh, rồi mình xin khóm trúc sinh trồng hết chung quanh.
ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chanh, bàn tay mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng, dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Cúp leo lý tưởng của anh và của em, cúp leo lý tưởng của anh và của em, cúp leo lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tuy nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tú leo tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với tú leo tranh. Diễn tình trăm năm, cầu cho
hòa mình.
trang trọng.
sự hiện diện của quý vị có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay là một niềm vinh dự rất lớn đối với cả hai bên gia đình. Thay mặt cho hai bên gia đình, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng để chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho Đức Tân và Thúy An. Kính thưa quý vị, như chúng ta đều biết, để có được ngày vui hôm nay, chắc chắn một điều đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được những đấng sinh thành. Và ngay sau đây, tôi xin phép trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình sẽ lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Và xin quý vị hãy dành cho hai bên gia đình một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của gia đình. Tôi xin phép trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Lâm và bà Nguyễn Thị Tý là thân sinh của chú rể, xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị. Đại diện nhà gái, tôi xin phép được trân trọng bà Dương, ông Dương Thanh Hoài và bà Phạm Thị Lương là thân sinh của cô dâu, xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quý vị, trước sự chứng kiến của gia đình hai bên thì sau đây xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu cùng theo dõi những nghi lễ rất trang trọng trong tiệc cưới của Đức Tâm và Thúy An. Và nghi lễ đầu tiên, diện cho hai họ phát biểu trong nghi lễ này. Trước tiên, tôi xin có lời chúc sức khỏe tới toàn bộ các cụ, các ông, các bà cùng các vị quý khách và những lời chúc đẹp tốt đẹp nhất. Sau thời gian tìm hiểu,
và thương yêu nhau. Hai con chúng tôi được sự đồng ý của hai bên gia đình nội ngoại và ngày hôm nay đã đi đến tổ chức lễ thành hôn, lễ trọng đại này và sự hiện diện của các mặt các quý vị công các bà hôm nay là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Trước buổi hôn lễ trọng đại này tôi không biết nói gì hơn hết, chỉ biết cảm ơn các cụ công các bà cùng toàn các quý vị có mặt ngày hôm nay. Chúc các quý vị một buổi tối dự tiệc vui vẻ ngon miệng, tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ông rất nhiều. Kính thưa quý vị, hòa trong niềm vui chung cùng hai bên gia đình chúc mừng hạnh phúc cho Đức Tân và Thúy An. Sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy nâng cao ly ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây xin được kính mời hai bên gia đình cùng vui chung chia sẻ.